Câu chuyện drama của Hồng Loan không biết sẽ đi về đâu đây khi những anh chị trong nhóm yêu thương hay là những anh chị có cùng cái chí hướng bảo vệ Hồng Loan, yêu thương cái con gái của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Hiện tại bây giờ nó giống như là một cái nồi cháo heo cả nhà. Rất là nhiều đấu đá tranh giành, không biết cái quyền lợi của họ khi mà vào drama này để làm gì. Đưa ra những thông tin luôn luôn bảo vệ Hồng Loan, bảo vệ cái này cái kia, nhưng thực chất không biết là họ đang có những cái ủ mưu gì. Thì chúng ta sẽ chờ những kết quả của những cái ngày tiếp theo, xem những anh chị trong nhóm có ai sẽ phản biện cái câu chuyện này cho nó được im xuôi hay không, hay là chỉ những cái anh chị đang phản biện về cách yêu thương Hồng Loan mà đang dẫn dắt dư luận đi một hướng quá sai. Chúng ta đang làm drama của Hồng Loan, nhưng mà bên lề đó Hồng Loan không phát biểu, Hồng Loan chỉ bận biểu cho những công việc suốt ngày, lo kinh doanh, lo shop mới, lo like trực tiếp để cùng gửi cho cả nhà những cái món ăn, những cái sản phẩm mỹ phẩm hay là những món ăn vặt, hoặc là những túi da, giày da cho cả nhà. Nhưng sâu bên trong đó, trên những cái hội nhóm group lại có một sự phân biệt rất là rõ ràng. Điển hình là những trong ngày vừa qua, khi một số anh chị vì yêu thương mà đến, cũng có một số anh chị làm YouTube nền tảng mạng xã hội cũng bem với nhau. Thì câu chuyện họ bem với nhau thì là câu chuyện của bọn họ, thì mình không quan tâm đến nữa. Cái vấn đề ở đây mình chỉ muốn đề cập đến đó là những cái câu chuyện liên quan đến Hồng Loan thôi. Những giá trị pháp lý liên quan đến Hồng Loan và những câu chuyện sắp tới Hồng Loan sẽ làm những gì, và chờ những cái ngày tiếp theo để có một cái phiên tòa để kết thúc cái drama này đó. Còn bây giờ anh chị muốn bem nhau thì mời anh chị đi ra ngoài ghìa lập một cái nhóm mới, nhóm riêng, đặt tên là cái nhóm gì đó, nhóm bem nhau vì Hồng Loan, hoặc là nhóm bem nhau vì drama Hồng Loan đó. Làm riêng đi, chứ bây giờ mà cứ suốt ngày khi mà khán giả là những người, họ là những người yêu thích Hồng Loan, mà cứ suốt ngày khi lên những hội nhóm, hội group là cái nơi chia sẻ thông tin hữu ích, nhưng khi mà nhìn tới nhìn lui toàn là anh chị đăng những cái tin khịa lẫn nhau, trách móc lẫn nhau. Sau khi đó khịa xong thì mọi người sẽ lấy chụp hình tin nhắn đó gửi cho một cái bên kia, tất cả hai bên luôn, gửi qua gửi lại, cuối cùng tạo ra một bài viết gác trên không gian mạng, rồi có những cái thông tin chửi rủa với nhau, thì điều đó không hay. Đó là quan điểm của mình khi mà đề cập tới câu chuyện hôm nay. Tại vì nhìn thấy vấn đề rất là nhiều. Một số anh chị họ làm drama quen rồi, họ sóng gió quen rồi, không sao, nhưng mà những người mà yêu thích Hồng Loan họ không muốn như vậy. Họ không bao giờ muốn là trong cái cảnh mà mọi người phe nhà, đấu phe nhà cả nhà ha. Đó là cái điều mà mình cũng muốn chia sẻ cho cả nhà trong cái bản tin buổi chiều ngày 7 tháng 3. Một ngày khá đặc biệt đối với Hồng Loan. Một ngày mà bên phía bên kia cô cháu gái đã khai sinh ra Hồng Loan, đưa Hồng Loan đến với truyền thông và đưa Hồng Loan đến với mọi người, để cho mọi người biết cái Hồng Loan là người như ngày hôm nay. Cả nhà ha, đó là những cái việc mà chúng ta cần nên tránh khi mà tiếp xúc với những cái người đấu tố với nhau. Hiện tại thì chị Ni hay Hồng Loan hay bất cứ những anh chị nào mà thường xuyên lui tới nhà Hồng Loan thì cũng không có những cái bài viết gì công kích với bên kia. Nói chung là họ vẫn giữ quan điểm là im lặng để chờ tới cái ngày ra tòa cho một chuyện nó tốt đẹp, pháp lý bây giờ quá vững vàng cả nhà. Chúng ta chỉ còn đợi đến ngày chờ ra tòa thôi, không cần thiết phải bàn cãi im làm gì. Không cần thiết phải lên mạng đấu đá nội bộ, hay là không cần thiết là phải lên bên những người này người kia, người nào ba sọc, người hai sọc, hay là những người mà liên quan đến chính trị gì đó chúng ta không cần quan tâm đến. Chúng ta chỉ quan tâm đến là công việc của Hồng Loan hiện tại buôn bán thế nào và câu chuyện pháp lý nó ra sao thôi. Còn những vấn đề khác thì chúng ta không nên đi sâu vào để cho mọi chuyện được tốt đẹp hơn. Cho cả nhà, đó là những câu chuyện mình muốn chia sẻ gửi đến cả nhà, mong cả nhà hiểu, và chúng ta phải có những cái nhìn nhận khách quan khi theo dõi drama của Hồng Loan, tránh bị dẫn dắt một chiều hướng xấu, một chiều hướng nó không đẹp, làm cho cái drama này trở thành như một nồi cháo heo, không có điểm dừng và không có một ai là người đứng ra để giải quyết cái vấn đề này cho nó trọn vẹn. Thì một cái thông tin phía bên kia, hiện tại thì chú Bảy đang gặp những vấn đề khó khăn liên quan đến tài chính lẫn như công việc. Và hiện tại thì có thông tin mới nhất, có nghe nói là chú Bảy sẽ dọn nhà. Thì thông tin này có thực tế hay không thì chúng ta sẽ chờ đợi tiếp theo. Nhưng mới đây trên hội nhóm cách đây khoảng vài phút có chia sẻ một cái nội dung như sau: con người ta mở shop ầm ầm, còn chú Bảy sao chuyển nhà ầm ầm vậy, nhà đang ở chặt hay chủ nhà thấy cô tét dơ quá không cho thuê nữa, mà ở nhà thuê đây mai mốt chết có biết nơi nào mà lo hậu sự không chú Bảy nhỉ. Thì nói chung là một cái lời cà khịa hơi nặng mùi ở nhà ha, nhưng mà không sao,
vấn đề này thì mình đọc được và mọi người có thể là nghe được, cũng không có cái gì mà nó sai trái hết. Thì vấn đề là chú Bảy thì đang ở nhà thuê, và hiện tại thì việc kinh doanh buôn bán liên quan đến bánh xèo lẫn như cái món mới bánh bèo gì đó mà chú Bảy nói trước một số YouTuber là đang rất là khó khăn. Rất là khó khăn là do cái khu vực đó không có khách qua lại và là hẻm cục. Tại sao ban đầu mình bán bánh xèo tại khu vực đường Trần Bình Trọng rất là tốt, mà tại sao không chịu bán đó luôn đi, mà lấy cái cớ này cớ nọ, cuối cùng chuyển vô cái hẻm đang buôn bán Thịnh Dượng, rồi cuối cùng dính vào drama làm gì để cho mọi chuyện nó xấu đi chú Bảy ơi. Thì đó là cái điều mình muốn chia sẻ với chú Bảy. Mấy ngày trước thì chú Bảy có những cái phát ngôn gây tranh cãi khi nói về người anh của mình. Nói chung là chú thừa nhận vấn đề là chú vô ơn đối với người anh trai của mình khi mà chú phát biểu như vậy, và một số người bạn của chú phiên chú là không nên nói như vậy nữa khi phát ngôn trước cộng đồng mạng, để cho mọi người tránh những cái hiểu lầm liên quan đến chú Bảy. Còn thím Bảy thì tự cho mình là một cái người dâu. Mặc dù Thành Mỹ luôn luôn có những bài phản bác liên quan đến thím Bảy này, không bao giờ mà cố nghệ sĩ thừa nhận thím Bảy là một người dâu, kể cả ngồi chung mâm ăn cơm. Đi diễn với nhau thì đi diễn, nhưng mà liên quan đến vấn đề mà ngồi chung mâm để ăn cơm hay là trò chuyện tâm tình nói như qua đó lợi thì đối với cố nghệ sĩ thì không có, hay cả nhà. Một cái thông tin mọi người thấy cũng rất là vui khi đề cập trên hội nhóm luôn, đó là sao con nhỏ mớm Hồng Loan làm gì cũng liên quan đến số 5 nhỉ. Cửa hàng mỹ phẩm Hồng Loan sắp khai trương số 1022 Hà Quy Giáp cũng dính tới số 5 nè. Thì đúng cả nhà, mình cũng bất ngờ ngay hôm qua chị Loan livestream thấy con số 5 rất là gõ gợt ha. Con số 5 cộng lại 1022 Hà Quy Giáp thì cộng lại cái số là số 5 luôn. Thì cái khu vực đó thì mình cũng đã đến thực địa rồi, cũng đã chia sẻ clip cho cả nhà rồi, nhưng mà cả nhà đi hết cuối con đường luôn, khoảng 200m, thì chúng ta quẹo trái hay quẹo phải đều có quán cà phê là quán ăn uống ở nhà. Chúng ta đến shop Hồng Loan, ta có thể là mua sắm mỹ phẩm xong rồi nói chuyện với Hồng Loan, có thể là rủ nhau đi ăn uống và xong rất là mát, rất là mát ở nhà. Hôm nay thì mình đến đó cũng có một số anh em cũng đến đó để ăn trưa, rất là mát mẻ cả nhà. Nhìn qua bên sông thì là của Bình Dương, bên đây là quận 12, chung là rất tuyệt vời khi mà địa điểm mà Hồng Loan chọn một cái shop rất là đẹp ha. Cái diện tích của cái shop mới Hồng Loan rất là lớn ở nhà ha, bề ngang gần 6m và chiều dài nó gần 50m cả nhà. Nói chung rất là thuận tiện cho những việc như là để chứa hàng hóa hay là khi mà làm đại sứ thương hiệu cả nhà, thì sẽ có nhiều đơn hàng, thì sẽ có nhiều nhân viên ở chốt đơn. Đây là một thương hiệu rất là nổi tiếng ở nhà. Nếu là trong mỹ phẩm thì các anh chị sẽ hiểu, sẽ biết về cái thương hiệu này rất là nổi tiếng. Thì cũng mong sao là chúc cho Hồng Loan có một cái shop mới và có nhiều cái đơn hàng trong tương lai. Đó là mình muốn chia sẻ với nhà là như vậy. Thì mới đây Hồng Loan có chia sẻ một thông tin như sau. Dạ, con vừa đi công việc về thì nhận được một hộp quà phương xa từ các anh chị và cô chú, dì chú bác gửi tặng Hi Hi. Mở ra thì nhìn đẹp và rất vui hạnh phúc khi lúc nào cũng được đại gia đình yêu thương con và gia đình nhỏ của con. Con xin chân thành cảm ơn. Đó thì là một cái chiếc đồng hồ hiệu Sony cả nhà ha. Rất là đẹp nha. Hôm nay Hồng Loan có lộc luôn ha, được tặng một chiếc đồng hồ rất là đẹp từ một cái vị khách giấu tên. Cả nhà rất là vui khi mà những thông tin liên quan đến Hồng Loan thì được mọi người chia sẻ và cập nhật liên tục là như vậy. Mình cũng muốn làm những clip như vậy thôi. Còn những vấn đề mà chửi rủa đấu tố nhau, đấu qua đấu lại thôi, cái đó clip đó mình cũng không cần thiết phải làm nữa. Anh chị nào có xu hướng làm như vậy thì cứ làm, còn mình thì mình sẽ tạm dừng làm những cái clip liên quan đến vấn đề mà đấu tố với nhau, để cho mọi người khi mà họ nói hoài nói quỷ không ai trả phản biện thì họ cũng sẽ im thôi cả nhà. Đó là cái quan điểm của mình liên quan đến drama của Hồng Loan. Xin chào cả nhà và chúc cả nhà một buổi chiều thật nhiều tốt đẹp và bình an. Cả nhà nhớ 8 giờ tối nay sẽ like cùng Hồng Loan trên kênh YouTube nhé.